xong hàng nhiệt độ điện. Xin chào các bác, hôm nay lại tiếp tục lên sóng một chiếc bếp từ đơn. Có thời gian thì thoảng lên sóng phục vụ các bác, còn những cái mặt hàng này thực ra cũng đang có tương đối là nhiều, và nhiều khi các bận với cái mấy món máy rửa bát với điều hòa chứ lại không có thời gian. Chiếc bếp này còn tình trạng rất là mới các bạn, rất là mới nhé. Có hai chế độ đun nấu và chiên xào này, có cả hẹn giờ nhé, có hẹn giờ tăng giảm nhiệt độ thứ này. Cái này thì nó là cái gì đây em cũng không rõ, à ấn về không thôi, ấn về hẹn giờ không. Các chế độ chuyển đổi chế độ nấu này, đây, đây đang cho các bác xem, đang test. Con bếp này của nó là công suất 1300W nhé, là cái công suất lớn nhất của cái thằng bếp từ Nhật. Đường kính mâm vành này là vào chắc là 22 phân đường kính mâm vành này. Chung là tình trạng rất là mới, đẹp. Có dây từ đi kèm nhé, dây của nó rất là xịn luôn. Cái dây này là khi các bác chống máy đáo đây là nó sẽ bật cái cuống này ra ngay. Đây ví dụ đang dùng nhé, đáo thì cái là nó bật ra này. Đấy, là không bị ảnh hưởng gì đến đến các cái đồ nồi nấu xong chảo đây. Dây Nhật, tính năng an toàn của nó rất là cao. Đây, mặt bếp thì rất là mới nhé, mặt gần như mới luôn, không có vết xước gì. Đường kính vào khoảng chắc là 22-23 phân, rất là đẹp. Chung là bếp còn rất là mới đây. Công suất là 1300W thôi nhé, 1300W. Đấy. Như bác nhìn thấy chữ Made in China này, các bạn bếp Trung Quốc. Nhưng mà tất cả các cái đồ Nhật bây giờ đều Made in China hết các bạn. Đấy. Đều sản xuất tại nhà máy Trung Quốc hết. Kể cả các cái đồ như là máy lọc không khí cũng như vậy thôi. Con này em bán là 1.3 triệu nhé. Các bác nào lấy các bác liên hệ, một chiếc bếp rất là đẹp đấy. Chào các bác. Giá 1.3 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn.